Mới đây, ông Chu Tất Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, đã lên tiếng minh oan cho người phụ nữ trú tại thành phố Thái Nguyên bị dư luận chỉ trích dữ dội vì bỏ quên con trên xe ô tô giữa trời nắng nóng trên các diễn đàn mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều người dân phá cửa kính giải cứu em bé bị mẹ bỏ quên dưới trời nắng nóng. Người dân xung quanh phát hiện ra, liền vội vàng chạy tới tìm cách bơm oxy vào để cứu. Cuối cùng, một người đàn ông đã đập vỡ kính xe để giải cứu em bé. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã có nhiều tài khoản bình luận bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích người mẹ vô tâm vô ý, bỏ quên con trai một mình trên xe ô tô giữa thời tiết nắng nóng. Ông Chu Tất Lợi cho biết, sự việc xảy ra tại khu chợ thị trấn Hùng Sơn. Người phụ nữ này trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã lái xe đưa con về quê ngoại tại thị trấn Hùng Sơn để cúng rằm tháng 7. Khi đến chợ thị trấn Hùng Sơn, chị này có đổ xe ở gần cổng chợ và đi vào mua mấy gói gia vị rồi trở ra ngay sau khoảng vài phút. Nhưng khi trở lại xe, chị này không thể mở cửa được xe ô tô do chìa khóa vẫn để bên trong xe. Con trai nghịch vô tình bấm vào nút chốt toàn bộ cửa xe. Không hề có chuyện người phụ nữ này bỏ quên con trai trên xe và người dân phát hiện và đập cửa xe. Người phụ nữ này chỉ để quên chìa khóa trong xe vì con còn nhỏ đang ở một mình trong xe nên đã chủ động nhờ người dân hỗ trợ đập vỡ kính để gạt chốt mở cửa, ông Lợi nói. Cũng theo ông Lợi, clip lan truyền trên mạng xã hội về một người phụ nữ bỏ quên con trên xe ô tô dưới trời nắng nóng là thông tin không chính xác, không đúng bản chất sự việc, đã khiến chị này bức xúc khi bị dư luận chỉ trích oan. Mặc dù người phụ nữ đã được minh oan, nhưng đây cũng là một bài học cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh nên chú ý quan sát và tuyệt đối không được để bé trong xe một mình, đừng chủ quan với tính mạng của chính con mình. Trẻ em có nguy cơ tử vong cao hơn người lớn khi ở trong xe dưới trời nắng nóng. Nguyên nhân là do trẻ em có tốc độ tăng nhiệt cơ thể nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người trưởng thành trong cùng hoàn cảnh. Người lớn có diện tích da nhiều hơn, qua đó mồ hôi có thể bay hơi để làm mát cơ thể. Thế nhưng việc đổ mồ hôi để hạ nhiệt cơ thể ở trẻ em chưa hiệu quả vì cơ thể các em còn nhỏ. Bà Kate Carr, giám đốc điều hành của tổ chức bảo vệ trẻ em Safe Kids Worldwide giải thích, khi cơ thể không kịp làm mát, nhiệt độ của trẻ có thể nhanh chóng tăng đến mức nguy hiểm. Nếu nhiệt độ tăng tới 40 độ C, các cơ quan quan trọng có thể bắt đầu ngừng hoạt động. Khi ở mức 41 đến 42 độ C, khả năng tử vong do sốc nhiệt là rất cao. Theo Tổ chức An toàn Trẻ Em và Ô tô Mỹ, trung bình có 37 trẻ tử vong mỗi năm do bị kẹt trong ô tô dưới thời tiết nóng bức, gồm có trường hợp người lớn bỏ quên trẻ trong xe hoặc trẻ vô tình tự khóa mình trong xe khi chơi đùa, hoặc trong một số ít trường hợp, trẻ em bị người lớn cố ý để lại trong xe. Những vụ việc thương tâm đã đặt ra cho giới chức trách, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các bậc phụ huynh một câu hỏi, tại sao người lớn lại có thể để quên con trẻ trong một chiếc xe ô tô? Trong hầu hết trường hợp, đứa trẻ đã ngủ nên không có âm thanh nào nhắc nhở người lớn đưa các bé ra ngoài. Nếu con trẻ ngồi ở ghế sau, thì tầm quan sát của người lớn với chúng cũng bị hạn chế. Ngoài những yếu tố khách quan kể trên, thì yếu tố chủ quan do trí nhớ của người lớn được coi là nguyên nhân chính. Thông thường, các bậc cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ trải qua thời gian làm việc bận rộn và mệt mỏi, nên vô tình quên và bỏ lại trẻ ở ghế sau ô tô trong thời gian dài. Có tình huống một số phụ huynh cố tình để con cái chờ trong xe để đi mua sắm hoặc thăm hỏi bạn bè. Họ dự định sẽ quay lại sớm, nhưng do lãng trí hoặc vì một số lý do khác mà trì hoãn khiến sự cố đáng tiếc xảy ra sau đó. Trẻ em cũng có thể tự ý trèo vào trong xe nếu người lớn vô tình hay không cẩn thận lúc đóng cửa xe ô tô.